chép nhanh lên, đang chạy xôi nha. Anh kêu lên cá luôn. À lên cá trước nha. À lên cá trước nha. Nhanh lên luôn. Rồi bên kia lên trước rồi. Bên kia chép. Bên kia chép. Bỏ rộng đi anh. Mẹ cái tay cần đánh thì nó yếu quá. Còn cái chậm ấy. Rồi xong. Mô. Cá. Phi. Này lên cá luôn. Rồi này bông luôn.
chép lên anh em. Lần lên hai con luôn nha. Chị Bình. Ta đi rồi. Người ta lên trái kìa. Mẹ nấu. Mẹ nấu tưới rồi. Vậy hả? Cái vậy nãy khỏi nấu cơm luôn cho rồi. Rồi à. Lên con cây. Này là thằng nói gì nữa nãy anh biết rồi, con thứ hai này cái lỗ nó còn thắm còn chặt hết. Nó không đam mê, tao định nó mở rồi, tao định ngang qua rồi cho nó mang ghế trên, không bị chơi được. Chị nói lần này mà nó cũng đi xếp hàng chứ đâu. Vinh hả? Ừ. Cũng mười mấy hai chục cây à. Đâu ra? Ông kế bên này hả? Gần mà đúng không? Đây qua đây, qua em có 10 phút. Rồi, thấy rồi. Hay quá, ăn miệng xin to. Nghe chưa? À, chép luôn. Xe chép luôn. Bắt to luôn nha anh em. Đi ăn miệng nha. Á, à, cục xôi chạy dữ anh. Ơ, 50.000 chạy dữ. Cục xôi 50.000 á. Rồi, vô bị chập.
Chiếc sớm cho anh Thảo luôn. Đừng quá anh bé. Chưa. Phải bao con lên cùng lúc luôn. Rồi lên kia đất rồi. Mọi người chết luôn. Mọi người ngồi câu cá gì không? Không cần. Cá quá trời không câu. Đấy, cá mọi người này. Lượng cá luôn, này lượng cá luôn. Có cá lên cùng lúc luôn. Đỡ dính dư rồi. Đầu tiên chén bóc luôn bỏ vô luôn.